Mình sẽ nói về mũi K2 TOG. Đây là một mũi giảm, giảm 2 mũi thành 1 mũi. K2 TOG có nghĩa là chúng ta sẽ đan 2 mũi cùng một lúc. Ví dụ như bình thường đan K mình sẽ đâm kim như thế này. Bây giờ mình sẽ đâm qua 2 mũi cùng một lúc. Mình đâm kim qua 2 mũi nha. Sau đó vắt dây. Thì đây, hai mũi đã giảm thành một mũi. Chúng ta đang như bình thường các mũi sau. Mũi giảm nó nằm ở đây nha. Các bạn nhìn thấy đây là hai cái cột dọc. Tới đây thì nó bị chụm lại. Và cái cột dọc bên này nó không còn cái mũi đó nữa. Hai cột này được thu vào một mũi. Đây là mũi giảm.